hôm nay để tiếp tục chia sẻ với các bạn về tình trạng táo bón của trẻ, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm để hỗ trợ cái tình trạng táo bón của trẻ. Đó, mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm đó là Isolab Gold. Sản phẩm Isolab Gold này thì nó có chứa một số thành phần và tí nữa lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn. Isolab Gold này sử dụng cho trẻ rất là an toàn và hiệu quả đối với những tình trạng táo bón của trẻ. Vì trong Isolab Gold này có chứa những thành phần, đó là thành phần lợi khuẩn, đó là Bacillus subtilis và các thành phần về thảo dược để dùng hỗ trợ cho trẻ trong tình trạng táo bón. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quan tâm đến thành phần thứ nhất là thành phần Bacillus subtilis. Đây là một lợi khuẩn và có tác dụng là ức chế các vi khuẩn gây hại ở đường ruột. Cái thứ hai là cái Bacillus subtilis này nó có chứa một hệ thống enzyme. Khi mà cái lợi khuẩn này vào trong cơ thể thì nó sản xuất ra một số những enzyme để giúp tiêu hóa các thức ăn, như là tiêu hóa những cái thức ăn mà có chứa thành phần glucid lipid protein. Thì trong cái Bacillus subtilis này là có một hệ thống enzyme hoàn chỉnh để giúp phân giải các thức ăn thành những cái cắt đoạn thành những phân tử nhỏ hơn, ví dụ như là protein thì cắt đoạn thành những cái protein ngắn hơn để giúp cho vận hóa những enzyme để phân giải thức ăn. Thì nó có một cái enzyme để giúp cho cellulose biến chất xơ thành những cái loại đường dễ tiêu hơn. Và đây là một loại chủng lợi khuẩn rất là an toàn và hiệu quả, đồng thời cũng rất là dễ sử dụng. Và khi sử dụng Bacillus subtilis này thì như mình đã nói thì là Bacillus subtilis có một hệ thống enzyme khá hoàn chỉnh. Do đó là khi bổ sung cái sản phẩm này vào trong cơ thể thì nó sẽ sản sinh ra được cái enzyme tiêu hóa, ví dụ như enzyme của protease là tiêu hóa protein, amylase là tiêu hóa glucid và lipase là tiêu hóa lipid. Và khi mà có những enzyme giúp tiêu hóa những cái thức ăn như vậy thì nó sẽ cải thiện khả năng tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của trẻ. Cái thành phần thứ hai mình nói đến đây đó là thành phần inulin. Inulin đó là một chất xơ, nó có tên khác đó là fructan. Và inulin này là thức ăn của hệ vi khuẩn ruột, nó giúp cho chúng phân chia và lớn lên. Inulin vào trong cơ thể thì inulin có vai trò là giúp vi khuẩn mà phân chia và lớn lên, và cái vi khuẩn này nó giúp phân hủy các chất thải, và đồng thời nó làm mềm phân và tăng khả năng hoạt động của ruột, giúp cho tình trạng đi ngoài dễ hơn và tránh được những tình trạng. Inulin này còn tham gia vào quá trình loại bỏ các gốc tự do, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, và đồng thời inulin nó ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại ở đường ruột, ví dụ như các vi khuẩn E. coli, Candida. Và đồng thời nó kích thích hoạt động của ruột già, làm tăng bài tiết và làm mềm phân, và phát triển và nó tăng cái lượng phân để thải ra ngoài. Và đồng thời thì inulin có tác dụng làm tăng hấp thu muối khoáng như canxi, magie. Đó, đấy là thành phần thứ hai ở trong cái sản phẩm Isolab Gold. Thành phần thứ ba trong này có bổ sung thêm đó là thành phần sorbitol, đó là một chất nhuận tràng thẩm thấu. Chất nhuận tràng thẩm thấu này trong cái video trước thì mình cũng đã nói đến với các bạn, đó là đây là chất nhuận tràng thẩm thấu. Thì chất này thì giúp kéo nước về khu vực đại tràng và giúp làm mềm phân, giúp làm tăng kích thước khối phân và làm tăng nhu động của ruột, và là có tác dụng là tống phân ra ngoài. Do vậy khi sử dụng cái sản phẩm này chúng ta hoàn toàn yên tâm là thứ nhất là không hấp thu, và hoàn toàn nó là những cái lợi khuẩn và những cái chất mà giúp tăng cường, nó giúp tăng kích thước khối phân, giúp lôi kéo nước về khu vực đại tràng và giúp làm tăng kích thích nhu động ruột và đẩy phân ra ngoài. Ngoài ra thì như mình đã nói là những cái thành phần mà có thành phần rau má diếp cá hay thành phần mã đề, phan tả diệp, những thành phần đó là những cái thành phần có tác dụng là thanh nhiệt giải độc, và đồng thời là chống được những cái nhiễm khuẩn, và vừa thanh nhiệt giải độc vừa chống được nhiễm khuẩn, đồng thời là
là có cả chứa là chất xơ và giúp chất xơ để tạo, khi mà bổ sung chất xơ vào thì nó tạo tăng cái kích thước khối phân, đồng thời hút nước về khu vực đó, nó tăng trương nở. Khi mà tăng được kích thước khối phân này, hút được nước về khu vực đại tràng và tăng trương nở, khi đó nó sẽ tăng kích thích cái nhu động ruột và tăng co bóp, và nó để mà đồng thời khi đó thì phân đã được hút nước và nó đã được làm mềm phân, nó không còn cái hiện tượng là khô cứng. Nên là khi mà phân được kích thích đẩy ra ngoài thì nó sẽ giảm cái hiện tượng khô rát, và khi mà đẩy phân ra ngoài thì sẽ không có tình trạng bị rớm máu ở quanh hậu môn hoặc là bị rớm máu ở khối phân. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì hoàn toàn yên tâm. Và nếu mà tình trạng mà để cho trẻ bị táo bón kéo dài thì những cái biến chứng có thể xảy đến đó là những cái hiện tượng mà gây hiện tượng nứt kẽ hậu môn và hiện tượng trĩ. Mà nứt kẽ hậu môn thì chắc các bạn cũng đã biết, những người mà đã bị từng bị nứt kẽ hậu môn các bạn biết không? Khi mà chúng ta bị nứt kẽ thì máu tươi chảy rất nhiều và chúng ta không cần đi ngoài, đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi xuống thôi máu tươi cũng đã chảy, và tình trạng nứt kẽ cũng rất là ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt là trẻ thì rất là hoảng sợ. Và do đó là khi mà trẻ đã có những cái dấu hiệu chớm bị táo bón thì chúng ta cần phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống, bổ sung chất xơ đầy đủ. Và Isolat này thì có công dụng là bổ sung chất xơ cho cơ thể, hỗ trợ nhuận tràng, giúp cải thiện tình trạng táo bón khó tiêu, hỗ trợ cũng nguy cơ bị bệnh trĩ do táo bón. Và đối tượng sử dụng thì dùng cho những người đầy bụng khó tiêu, người có chế độ ăn ít chất xơ, nguy cơ bị trĩ hoặc là trĩ do táo bón. Cách dùng thì trong này chúng ta có từng gói, và mỗi gói chúng ta pha 100ml nước đun sôi để nguội. Đối với trẻ từ 1 đến 2 tuổi thì chúng ta có thể dùng một gói một lần và dùng 2 lần một ngày. Còn nếu trẻ trên 10 tuổi chúng ta có thể sử dụng 2-3 lần tùy tình trạng táo bón của trẻ. Và đặc biệt là cái sản phẩm này dùng được cho cả phụ nữ có thai và cho con bú. Trong thời kỳ mà phụ nữ có thai mà bổ sung sắt và canxi thì sắt cũng là một hiện tượng gây táo bón, thì phụ nữ có thai cũng dùng được. Và phụ nữ có thai thì tránh dặn, tại vì là khi mà có thai thì dặn sẽ không tốt, nên là chế độ ăn uống thì phụ nữ có thai một điều chỉnh cũng cần phải điều chỉnh. Nhưng đôi khi thì cái việc bổ sung sắt và các khoáng chất hoặc là cái cơ thể tăng sinh của phụ nữ có thai nó cũng gây tình trạng là nóng và táo. Do đó là chúng ta khi sử dụng sản phẩm Isolat Gold này cho phụ nữ có thai cũng hoàn toàn yên tâm. Trên đây là mình giới thiệu với các bạn là sản phẩm Isolat Gold, là một sản phẩm do công ty cổ phần dược phẩm Vinsight phân phối, là một sản phẩm khá an toàn nên các bạn dùng cho con hoặc là phụ nữ có thai trong quá trình có thai mà bị táo bón thì dùng cũng hoàn toàn yên tâm. Trên đây là chia sẻ của mình về sản phẩm điều trị táo bón. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.